Hello các bạn, có bao giờ các bạn mua dế về cho các con thú cưng của mình ăn mà nó bị trường hợp như thế này chưa? Hao hụt rất là nhiều và kiến nó vào phá nữa các bạn. Xung quanh nhà mình á, thì kiến rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay á, mình sẽ làm một cái thùng để bảo quản dế, giảm hao hụt và cũng như là dự trữ dế cho các ngày mà lễ Tết đó các bạn. Các cái tiệm chim cảnh họ nghỉ rồi á, thì mình vẫn có dế dự trữ để cho các con thú cưng của mình ăn. Mời các bạn xem video xem cách mình dự trữ dế như thế nào nha. Mình trữ dế để làm thức ăn cho các con tắc kè hoa mình đang nuôi. Thì các con tắc kè hoa của mình nó thích ăn dế hơn so với sâu và các loại thức ăn khác. Thì khi mà dế mà mình cho các con tắc kè ăn á, mình sẽ lắc thêm với vitamin và canxi để bổ sung cho các con tắc kè của mình. Ngoài ra thì mình còn cho cá lóc của mình ăn dế nữa các bạn. Đây là con Yellow Centaurum và cho cá tai tượng ăn nữa. Đây là con cá tai tượng châu Phi. Con này thì rất là hấu ăn các bạn. Đây là các con gà rutin mình đang nuôi. Thì ngoài cái thực phẩm chính là cám á, thì mình còn bổ sung dế cho nó nữa. Mình làm cái thùng bảo quản dế này các bạn, thì cái mục đích đầu tiên á, là sẽ giảm được cái hao hụt và giảm được cái thất thoát dế. Thì khi mà các bạn mua dế về á, mà mình bảo quản không tốt á, thì nó sẽ bị hao hụt như thế này, như cái hình ảnh các bạn đang xem. Ngoài ra á, thì còn có kiến nữa các bạn. Xung quanh nhà mình thì kiến khá là nhiều, nên là mình chỉ vừa để một chút thôi thì kiến nó vào trong cái thùng dế của mình nó phá rồi. Ngoài ra thì có thằn lằn nữa các bạn. Xung quanh nhà mình thì có nhiều thằn lằn lắm, nên là nó vô nó ăn dế của mình. Thì mình có quay được một cái đoạn là cái con thằn lằn nó vô nó ăn cái dế của mình nè các bạn. Thằng lằn ở xung quanh nhà mình thì con nào nó cũng mập hết các bạn, vậy thì nó ăn dế của mình thường xuyên mà. Ngoài ra thì còn có con rắn mối nữa, rắn mối bên ngoài nó vào, thì mình có quay được một cái đoạn là con rắn mối bên ngoài nó vào nó ăn dế của mình luôn các bạn. Ngoài dế ra thì sâu gạo cũng bị các con thằng lằn nó vào phá luôn các bạn. Cái mục đích thứ hai á, là mình sẽ loại bỏ bớt chất thải ở trong cái con dế. Khi mà mình mua dế ở tiệm chim cảnh về á, thì do họ nuôi công nghiệp nên là mình cũng không biết là họ đã cho ăn cái gì. Thì mình sẽ bảo quản nó trong cái thùng này. Mình sẽ cho nó ăn khoảng 1-2 ngày để mà nó loại bỏ bớt cái chất thải trong người nó. Rồi sau đó mình sẽ cho các con thú cưng của mình ăn. Cái mục đích thứ ba á, các bạn, thì khi mà mình mua dế về á, thì chắc chắn nó sẽ không có đồng đều. Có những con lớn, có những con nhỏ và có những con đã có cánh rồi các bạn. Thì đối với những con nhỏ này á, là mình sẽ cho nó ăn và mình sẽ nuôi nó đến khi nó lớn rồi á, thì mình sẽ cho các con thú cưng của mình ăn ha. Mục đích thứ tư á, thì nó là cái nguồn thức ăn cho các con bọ ngựa con mới nở, bằng cách là mình sẽ cho nó sinh sản luôn. Thì các con dế con vừa mới nở á, là cái nguồn thức ăn phù hợp cho các con bọ ngựa con đó các bạn. Cái mục đích thứ năm và là mục đích cuối cùng á, là mình sẽ dự trữ dế trong các dịp mà lễ Tết á, các cái tiệm chim cảnh mà họ nghỉ á, thì mình vẫn có dế dự trữ để cho các con thú cưng của mình ăn luôn. Có hai cách trữ dế các bạn. Cách thứ nhất á, là mình sẽ cho dế vào trong cái hộp, rồi mình sẽ cho nó vào trong tủ lạnh, giống như là mình cho nó ngủ đông vậy các bạn. Nhưng mà đối với các con tắc kè của mình á, thì cái bản tính của nó là săn mồi động, nên là đối với những con dế ngủ đông như vậy á, thì nó sẽ không có phù hợp với lại con tắc kè của mình, nên là mình sẽ không thể sử dụng cách đó được. Và cách thứ hai á, là mình sẽ bảo quản dự trữ dế trong cái thùng nhựa này. Ở đây mình có một cái thùng nhựa 30 lít. Thì để mà bảo quản dế á, thì cái thùng của mình á, nó càng thông thoáng càng tốt các bạn. Nên là cái nắp nè, mình đã khoét gần hết cái nắp rồi. Và mình gắn cái lưới này vào. Thì đây là cái lưới inox, cái loại lưới mà chống muỗi các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng keo nến á, mình sẽ dán cố định cái lưới này vào trong cái nắp. Thì dán cái miếng lưới này các bạn, thì ngoài cái việc thông thoáng ra thì để cho thằn lằn ở bên ngoài á, nó không có chui vào đây ăn dế của mình được, và dế của mình nó cũng không chui ra ngoài được luôn các bạn. Các bạn cần phải làm cái thùng này càng thông thoáng càng tốt, tại vì á, cái đặc tính của con dế là nó chịu được lạnh nhưng mà nó chịu nóng rất là kém, và nó được nuôi công nghiệp nữa nên là nó sẽ rất là yếu nha các bạn. Còn ở bên trong thùng á, thì mình sẽ lót những cái vỉ trứng như thế này để cho các con dế nó bám vào. Nếu như mà mình không có các cái vị trứng này á, cũng như là không có cái chỗ mà để cho con dế nó bám lên á, thì nó sẽ rất khó sống nha các bạn.
Rồi ở trong đây á, là mình cũng chuẩn bị một cái khay đẻ nữa. Thì cái khay này á, là mình sẽ lót bằng cái sơ dừa. Và ở phía trên á, mình sẽ có gắn một cái lưới để mà không cho con dế nó đào hang nha các bạn. Đây là các con dế mà mình vừa mới mua về. Sau khi mà lựa ra những con nào mà còn sống á, thì mình sẽ cho vào cái thùng này. Rồi mình sẽ bắt đầu bảo quản nó ha. Về thức ăn á, là mình chỉ cho ăn chủ yếu là bí đỏ và lá mì. Khi nào mà không có hai cái loại này các bạn, thì mình sẽ cho nó ăn tạm bằng cái cám gà rutin đó. Nhưng mà mình sẽ chủ yếu cho nó ăn hai cái loại này nhiều hơn. Còn về nước uống á, thì mình sẽ dùng cái bình xịt này nè. Mình xịt xung quanh cái thùng này một ngày khoảng 2 lần là được ha. Như vậy là mình đã làm xong một cái thùng bảo quản dế, cũng như là dự trữ dế cho các con thú cưng của mình, giảm được hao hụt, cũng như là tránh được cái con thằn lằn ở bên ngoài nó vào nó phá cái thùng dế của mình. Còn về kiến các bạn, thì mình có thể là kê cái thùng dế này lên trên một cái chén nước để cách kiến ở bên ngoài, không cho kiến bên ngoài vào nó phá cái thùng dế của mình. Nhưng mà mình sẽ kê cái thùng dế này trên một cái hồ kiến. Và cái hồ này á, mình sẽ nuôi cá ở phía dưới luôn. Đây là cái hồ mình sẽ để cái thùng dế lên để cho kiến nó không vào cái thùng dế được nha các bạn. Thì cái hồ này của mình á, nó có kích thước là chiều ngang á, là 60, sâu vô là 50 và chiều cao là 30. Thì mình đang để cái mực nước là 20 các bạn. Ở phía trong này á, mình sẽ để một cái lọc 3 ngăn. Thì cái lọc này á, là mình để bên trong cái hồ luôn các bạn. Và mình sẽ dùng cái ống phi, ống điện á, cái là ống điện phi 16 á. Thì mình sẽ làm một cái chân để mà để cái lọc 3 ngăn này vào. Bây giờ mình sẽ bật điện cho nước nó chảy qua cái lọc này luôn nha. Cái bộ lọc nó đã hoạt động rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái chân khác cũng bằng một cái ống điện phi 16 đó luôn. Và mình sẽ kê cái thùng dế của mình lên trên cái chân này để mà kiến nó không có vào được trong cái thùng dế của mình các bạn. Mình đã thả cá vào trong cái hồ này rồi các bạn, và mình cũng đã gắn cho nó một cái đèn luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cái thùng dế của mình lên trên cái hồ kính này luôn nha. Và ở phía bên đây các bạn, nó còn một khoảng trống này nè. Mình sẽ tận dụng mình để những cái hộp sâu của mình lên luôn, để mà cách kiến cũng như là bảo quản nó luôn. Rồi, thì đây là cái cách mà mình bảo quản dế cũng như là dự trữ dế cho các con thú cưng của mình. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì á, có thể để lại ở phần bình luận, mình sẽ giải đáp. Và các bạn có cái cách mà dự trữ dế nào á, thì các bạn có thể chia sẻ lại với mình ở phần bình luận với nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye!